cổ động viên phát cuồng, cơn sốt Messi lan đến Mexico. Messi và câu lạc bộ Inter Miami đã đến Mexico chuẩn bị cho trận quyết đấu lượt về vòng tứ kết CONCACAF Champions Cup gặp Monterrey lúc 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 4. Khác với dự báo mang tính tiêu cực, cổ động viên nơi đây đã phát cuồng vì sự có mặt của Messi. Thật điên rồ khi nghĩ rằng đây là những người hâm mộ Mexico đang chờ đón một đội bóng đến từ giải MLS của nước Mỹ. Vâng, đây là sự thật, vì Messi đang thi đấu cho câu lạc bộ Inter Miami, nhà báo Fabian Renko của tạp chí Forbes và trang 90 Min Mỹ thốt lên. Messi và câu lạc bộ Inter Miami đến Mexico ngày 10 tháng 4, khác với những dự báo sẽ gặp sự thù địch từ cổ động viên nơi đây, danh thủ người Argentina và đồng đội đã được tiếp đón một cách nồng hậu. Trên đường từ sân bay đến khách sạn ở trung tâm thành phố Monterrey, hàng trăm cổ động viên Mexico đã đổ ra đường để chào đón Messi và câu lạc bộ Inter Miami. Hình ảnh này khác xa với những tuyên bố trước đó của cổ động viên câu lạc bộ Monterrey, Messi tốt nhất là đừng đến Mexico. Nơi đây Messi không tồn tại, hoặc Messi đang run sợ, anh ta nên ở nhà. Ở trận lượt đi trên sân chơi tại Fort Lauderdale, Florida, Mỹ, ngày 4 tháng 4, Messi không thi đấu do mới bình phục chấn thương, phải xem trận đấu trên khán đài và chứng kiến đội nhà để thua ngược Monterrey với tỷ số 1-2. Danh thủ người Argentina mới trở lại thi đấu cho Inter Miami khoảng 45 phút ở hiệp 2 trận hòa Colorado Rapids tỷ số 2-2 ngày 7 tháng 4 tại giải MLS. Trận này, Messi ghi một bàn và góp công trong bàn thắng thứ hai. Messi đã cảm thấy ổn sau 45 phút thi đấu vừa qua. Rõ ràng, chấn thương đã không còn ảnh hưởng gì đến cậu ấy nữa. Sự khác biệt so với trận đấu trước, lượt đi và Messi không thi đấu, là do quyết định của chúng ta cần thêm thời gian để cậu ấy thực sự có cảm giác tốt nhất. Chúng ta hãy chờ xem cuộc đấu sắp tới sẽ chuyển biến ra sao với sự trở lại của Messi, huấn luyện viên Tata Martino nhấn mạnh trong cuộc họp báo. Sau khi cùng toàn đội Inter Miami vừa đến Mexico ngày 10 tháng 4 và liên tiếp nhận các câu hỏi về tình hình của Messi. Bên cạnh sự trở lại của Messi, câu lạc bộ Inter Miami còn có sự phục vụ của trung vệ người Ukraine Serhii Crivso và tiền đạo trẻ Benjamin Kremaschi sau khi hồi phục chấn thương và đều có mặt trong chuyến đi đến Monterrey. Các sự trở lại này, đặc biệt là Messi với 100% khả năng ra sân thi đấu từ đầu cùng các đồng đội lâu năm như Busquets, Alba và Suarez, đã mang lại hy vọng lớn cho Inter Miami lật ngược thế cờ thua tỷ số 1-2 lượt đi trước đối thủ Monterrey để giành vé vào bán kết giải CONCACAF Champions Cup. Với luật bàn thắng sân khách vẫn áp dụng, Messi và đồng đội cần thắng Monterrey tỷ số cách biệt từ 2-0, 3-1 hoặc 3-2 trở lên ở trận lượt về mới giành quyền đi tiếp.